bún chay, bún thịt, topping, thêm topping. Hết giờ làm rồi, ăn dưa thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một món ăn mà dân văn phòng ăn rất vừa nhưng mà sẽ không quá no trướng bụng, nhưng mà vẫn đảm bảo năng lượng cho anh em có một ngày làm việc mệt mỏi. Xin mời anh em. Đây nhìn giống anh em hơn anh em ạ, nhưng mà tên của nó là chả giò giòn rụ. 10 điểm đấy em ạ. Ủa mẹ ngon quá trời. Đây là miếng thịt được ướp và nướng theo gia vị của sườn trong cơm tấm anh em ạ. Ăn giống nhưng mà nó là ba chỉ, ăn đã cực. Anh em đừng chê mình hay cầm tay nhé. Đây chính xác là cái chả mà anh em ăn cơm tấm này anh em ăn này. Đã. Chứ giờ là lâu không ăn món quán nào ngon như này em ạ. Trong này sẽ có chả giò này, thịt nướng này, củ đậu ướp, dưa chuột, giá đỗ, rau thơm, bún thêm với nước mắm ngọt anh em ạ, ăn đã. Còn trứng với cả chả này là mình gọi thêm em nhé. Sau này có lạc và hành khô nữa, nó càng đét rồi anh em ạ. Không phải nói nhiều, riêng món này mình cho 10 điểm. Hello anh em, mình là Khánh Lê, chuyên review đồ ăn văn phòng.